Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay mình đến nhà chị Trang quay hậu số hoài nha quý vị. Thấy mày đợt này chị Trang gì cũng hàng cũng ok nha quý vị. Rồi mình gặp chị Trang mình vô luôn nha quý vị. Rồi chào chị Trang ơi. Rồi địa chỉ mình đâu chị? Địa chỉ mình ấp Hòa Thới, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi không mất thời gian vì mình tiến hành vô cây số 1 nha vị. Đây, cây số 1. Tay cành đều ha, thân lắc lượng ha. Chiều cao 59. 59. Khoan. 11 ngay tim. Đó, để đây. Cụ nở. Phải từ từ hả chị, chống mặt. Nhẹ lắm ạ. Nhẹ đâu nè ha. Đây, tay cành đều ha. Rồi vô lưu giá nhiêu chị? Cái số 1 vô lưu giá 150.000. 150.000 mã số 1 nha quý vị. Rồi đổi cây. Mã số 2. Đó. Cây đế quá đế luôn. 76. 76. Quanh. 11. 11. Đây, tay cạnh đây. Cây dáng bay nha quý vị. Số 2 vô lưu giá là 200.000 mã số 2. Đó. Cây để chảy diện bên ha. Rồi, đổi cây. Mã số 3. Đó, cây rộng chữ C. 59. 59 chiều cao. 11. 11 ngay tim. Đó. Để đây. Cụ nở. Cây số 3 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã số 3 nha quý vị. Rồi đổi cây. Mã số 4. Cây rất mạnh nha mọi người. 67. Trăm chồi ha. 11 hơn. 12. 12 đúng vậy. Cụ nở. Cái số 4 giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã số 4 nha mọi người. Trăm chồi ra quá ha. Cây mạnh ha mọi. Rồi đổi cây. Số 5. Mã số 5. Tại cành đều. 83. 83 chiều cao. Quanh. 10 hơn. 11 hơn. 11 ở lộn nhìn lộn. 11. 11 hơn. 11 hơn nhìn lộn. Đây, đi khá thân lắc lượng ha. Tại cành đều nè. Rồi giao lưu giá nhiêu? Giao lưu giá là 200.000. 200.000 mã số 5 nha quý vị. Rồi đổi cây. Cây số 6. Số 6. Đó, cây lực. 60. 60. Quanh. 12. 12. Đó mình dạng thú coi. Đó cái mình dài nè. 21. 21 việc. Cái mình dài 21 nha. Cây khá hay. Cây số 6 giao lưu giá 150.000. 150.000 mã số 6 vậy. Cây quá lực. Cốt cành đầy đủ ha. Rồi đổi cây. Số 7. Đây cây số 7. 62. 62 quanh. 11. 11 cây tim kia. Đó. Cây đế quái. Cây đâm chồi hết rồi nha cô chú. Đây cây đâm chồi rất mạnh nha quý vị. Rồi giao lưu số 7 giao lưu với giá là 250.000. 250.000 mã số 7 nha quý vị. Quý vị cứ mạnh dạn liên hệ số điện thoại của chị Trang ha, mình ghi phần tiêu đề. Rồi đổi cây. Cây số 8. Mã số 8. Chiều cao 62. 62. Quanh. 11. 11. 11 đúng vậy. Cũng nở. Cái số 8 giao lưu với giá là 250.000. 250.000 mã số 8 về.
Rồi đổi cây. Cây số 9. Đây, mã số 9. Phụ nữ. 58. 11. 11 quánh về. Rồi, chọn dòng đi. Đó. Cây số 9 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã số 9 về. Cũng co lại cũng ngặt ha. Rồi đổi cây. Cây số 10. Số 10. 65. 65 chiều cao. 11 10. Rồi. Cây số 10 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã số 10 về. Để điều bốn mặt ha. Thân lắc. Tay cành đầy đủ. Rồi đổi cây. Cái 11. 11. 41. 41. 11 nghe tim. 11 nghe tim về. Cái 11 mạnh. Em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 thôi về, mã 11. Em chơi rất nhiều nha mọi người. Đây. Có gì rất khỏe. Rồi đổi cây. 12. Chiều cao 71. 71 quanh. 11. 11. Đó. Trực lắc nha mọi người. Củ nở ha. Cái 12 giao lưu giá 150.000. 150.000. Mã 12 cháy hàng cái này luôn. Có làm giá lộn không vậy? Cái này quá đẹp. Rồi đổi cây. Năm mươi hai. 11. Đó, củ của chợ bá luôn. Cái 13 giao lưu giá 150.000. 150.000 thôi bây giờ, mã 13. Nhìn tay hút cái này vậy bây giờ. Này quá có duyên, đó củ bơ thời nữ đó kìa. Quá trời bơ. 18. 18 mới cục đó bây giờ. Đó. Quá đẹp. Rồi đổi cây. 14. Đây cần quá quyết. 57. 57 quanh. 11. 11 yếu vậy, 11 10 rưỡi ha. Rồi. Quá trời con đế bằng thằng. 14 giao lưu với giá là 250.000. 250.000 mã 14 vậy. Đó, có mấy giò trước bỏ gói rất hay. Cụ chào bá luôn. Thân thì lắc. Cốt canh đầy đủ. Rồi đổi cây. Cây 15. Mã 15. Chiều cao 59. Quanh. 11. 11. 10. 10 à, đúng vậy. 10 là. Rồi. Để đây, cũng nở. Cái 15 giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 15 về. Ăn lắc lượng ha. Rồi, đổi cây. Cây này rất khỏe. 65. Quanh. Lắc vào đây. 12. 11. 11 ngày tìm với 1 rưỡi về. Rồi. Cái 16 giao lưu giá 150.000. 150.000 mã 16. Rồi, đổi cây. Cây 17. Mã 17. 48. 48 quanh. 11 hơn. Đó. Để đây. Cái 17 vô lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 17. Đó, cây quái vậy. Rồi, đổi cây. 18. Bốn mươi sáu chiều cao quanh. 11 hơn. Đó, để đây qua đây. Cái 18 giao lưu với giá là 250.000. 250.000 mã 18.
Rồi đổi cây. 59. Đây cây rất khỏe nha quý vị. Lá xanh lét. 60. 60, củ nở. 11 hơn. 11 hơn, tính 11 thôi, củ cho bả luôn, để đặt luôn ha. Đây 19 Zalo với giá là 200.000. 200.000 mới 19 về. Quá đế luôn. Rồi đổi cây. 20. Đây. Cũng bay ha. 56. 56 chiều cao. Quanh. 11. 11 vậy. Rồi cho dòng đế đây, đế đây. Quá đế quái quá, qua ra một nữ luôn. Cái 20 em giao lưu với giá là 300.000. 300.000 mã 20. Đó. Nó đeo nguyên cũng như chuyền nha quý vị. Vàng ha. Đó. Rồi đổi cây. Rồi 21, chiều cao 72, quanh 11 hơn. 11 hơn. Đây, để đây. Đó. Cây 21 giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 21 quý vị. Thân lắc ha, tay cành đều. Rồi đổi cây. Cây 22. Đó, cây dáng lâu. 77. 77 quanh. 13. 12 hơn quý vị, 12 rưỡi. Đo cái cũ rồi chị. Đôi cũ bự đó coi. 18. 18 quý vị, qua đây luôn. Đó, cụ nở. Để đi cái nôm đều bốn mặt nha quý. Rồi giá sao đây chị? Giá 200. Cái 22 giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 22 nha quý vị. Rồi, đổi cây. 23. Dáng long. 63. 63. 12 hơn. Đó, để nó chảy dựng bên để bệ luôn. Cái 23 giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 23. Qua đây. Thân lắc. Rồi đổi cây. 24. 65. 65 quanh. 11 hơn. 11 hơn, tính 11 thôi. Đó. Để đây, một cục thợ nữ luôn. Cái 24 em giao lưu với giá 150.000. 150.000 hả bia? Mà 24. Quá đế luôn. Giá mềm, chị Trang đây giá mềm cho vị chơi ha. Cây xịt tược hết rồi nha cô chú. Cây rất mạnh, đâm chồi đó rồi. Nhanh tay hút cái này về bia. Rồi đổi cây. 25. 25. Đây. 52. 52. 10 hơn. 10 hơn. 10 thôi. 10 rưỡi quý vị. Để nó quá trời luôn. 25 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 25 quý vị. Dán lông. Rồi, đổi cây. Mã 26. Chiều cao. 69. 69. Quanh. Rồi, mã số mấy vậy? Này, quay lại cái này đi. Mã 26. À. Chiều cao là 70. Chiều cao 70, quanh. Quanh thân là 11. Quanh 11 vậy. Đó. À. Cái 26 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 26 vậy. Đấy, nó gom một cục nội luôn ha. Đây. Rồi, đổi cây. Mã 27. Đây. 53. 53 chiều cao. Quanh. 12. 12 hơn bia. Đó. Để đây. Cái 27 giao lưu giá là 200.000. 200.000 mã 27 ghê. Quá đẹp. Rồi đổi cây.
đây rồi. Cây 28. 28. 41. 41. Quanh. 11. 11. Rồi đó, cái chảo nó coi như bự quá vậy. Quá trớn. Rồi. 24. 24 quá rồi, còn người nữ luôn. Cây 28 giao lưu với giá là 300.000. 300.000 mã 28 quý vị ơi. Quá trời. Nhanh tay hốt cái này vậy quý vị ơi. Đẹp quá đẹp. Lực. Rồi đổi cây. Cây 29. 29. Chiều 3. 31. 31 quanh. 10. 10. Đó. Cây 29 em giao lưu giá 150.000. 150.000 mã 29 quý vị ơi. Đó, cây quái ha. Rồi đổi cây. Mã 30. 55. 55 chiều cao quanh. 11. 11 đó. Cú nở. Cây 30 em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 mã 30 quý vị ơi. Rồi đổi cây. Cây 31. 31. Chiều cao 60. 60 quanh. 10. 10 về ngay tim luôn. Đó. Cây 31 giao lưu giá 150.000. 150.000 mã 31. Rồi đổi cây. 32. Wow, tay cầm đều. 86. 86. Cái tông cao nha quý vị. 12. 12. Đó. Để đây, cụ nở. Cây 32 giao lưu giá là 200.000. 200.000 mã 32. Tay cầm đều. Rồi, đổi cây. Cây 33. Cây 33 là cây cuối clip. Cuối clip nha quý vị. Mã 33. 69. 69 quanh. 10. 10 đúng vậy. Quá trời đẩy luôn. Đó. Cây 33 em giao lưu với giá là 250.000. 250.000 mã 33. Quá đê. Tùm lum luôn. Rồi, nhẹ nhẹ quá vậy. Rồi, cuối clip quan tâm với biển giá anh chị. Xin chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem clip và mà mua ủng hộ giùm em. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Trang rất nhiều ha. Thì quý vị có nhu cầu mua mai vàng thì liên hệ số điện thoại của chị Trang dưới phần tiêu đề nha quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video tiếp theo.